Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên giao dịch sáng ngày hôm qua, giá vàng thế giới giảm mạnh và tiếp tục bỏ xa ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Thị trường lặng sóng bởi các nhà đầu tư còn đang chờ đợi cuộc họp của ECB và FOMC, có vẻ vàng đang không nhận được sự hỗ trợ. Rạng sáng ngày hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2021, thị trường vàng thế giới phục hồi nhưng vẫn giao dịch dưới ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.798 đô la Mỹ trên một ounce. Như vậy, giá vàng thế giới rớt khỏi ngưỡng chủ chốt 1.800 đô la Mỹ trên một ounce sau khi chứng kiến đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu Mỹ làm giảm đi sức hấp dẫn của vàng. Giữa bối cảnh các nhà đầu tư đang đồn đoán về cách mà các ngân hàng trung ương sẽ giải quyết áp lực lạm phát ngày càng tăng, trong phiên chiều ngày 27 tháng 10, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng nhẹ khiến tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý vốn không sinh lời này. Nhà đầu tư hiện đã chuyển sự chú ý đến các cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vào ngày hôm qua ngày 28 tháng 10, cũng như cuộc họp quan trọng của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ OPMC vào ngày 3 tháng 11 tới. Theo Jeff Lehaley, nhà phân tích thị trường cấp cao về châu Á-Thái Bình Dương tại công ty môi giới ONDA cho biết, vàng sẽ phải vật lộn để giữ vững giá ở mức gần 1.800 đô la Mỹ trên một ounce trong môi trường này. Ông cho rằng gần như chắc chắn FOMC sẽ thông báo bắt đầu giảm dần các chương trình mua trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như là đồng đô la Mỹ sẽ bắt đầu tăng cao hơn. Điều này có thể tạo áp lực giảm giá cho giá vàng. Theo nhà phân tích kỹ thuật Quang Tao của hãng tin Reuters cho biết rằng xét về mặt kỹ thuật thì vàng giao ngay có thể dao động trong khoảng từ 1783 USD 1.795 USD trên một ounce trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích thị trường cho rằng giá vàng giảm chỉ là sự điều chỉnh tạm thời trong bối cảnh xu hướng đi lên vẫn được duy trì. Theo Xiao Fu, người đứng đầu chiến lược thị trường hàng hóa tại Bank of China International, cho biết rằng các thị trường đang định giá khả năng tăng lãi suất cao hơn vào năm 2022, với một số nhà giao dịch đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể tăng lãi suất 2 lần trong năm tới. U cũng nhận định thị trường đang có vẻ lặng sóng bởi các nhà đầu tư còn đang chờ đợi cuộc họp của ECB và FOMC. Theo đó, ECB dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách và trì hoãn việc đưa ra quyết định về chương trình mua trái phiếu khẩn cấp cho đến tháng 12. Theo nhà phân tích cấp cao Ricardo Invergorita của ActiTrader cho biết, nói trong ngắn hạn và xem xét môi trường rủi ro đang diễn ra có vẻ như vàng sẽ không tìm thấy sự hỗ trợ. Tuy nhiên thì sự thay đổi niềm tin có thể phát sinh khi mà đồng đô la Mỹ chịu áp lực và các ngân hàng trung ương khác cũng bắt đầu thắt chặt chính sách, ông nói thêm. Các nhà đầu tư vàng dường như không để ý đến sự giảm giá của đồng đô la Mỹ. Vàng thì thường tăng giá khi mà đồng đô la Mỹ yếu hơn vì vàng trở nên rẻ hơn đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Trong một báo cáo được công bố hôm 26 tháng 10, các nhà phân tích tại Howard Sigtry cho biết họ đang giảm mục tiêu giá vàng của mình từ nay cho đến năm 2022, nhưng kỳ vọng giá sẽ cao hơn trong năm 2023. Cụ thể, theo dự báo cập nhật, các nhà phân tích của Howard nhận thấy giá vàng trung bình trong năm vào khoảng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce, giảm nhẹ so với ước tính trước đó là 1.815 USD trên một ounce. Trong năm tới, công ty dự kiến giá vàng trung bình ở khoảng 1.850 đô la Mỹ, giảm từ mức 1.900 đô la Mỹ ước tính trước đó. Tuy nhiên, đến năm 2023, các nhà phân tích nói rằng họ thấy giá trung bình ở khoảng 1.900 đô la Mỹ trên một ounce, tăng so với ước tính trước đó là 1.800 USD. Tuy nhiên thì nhìn vào các yếu tố tăng giá, các nhà phân tích cho rằng tăng trưởng chậm lại và lạm phát gia tăng tạo ra môi trường tích cực cho kim loại quý. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin cũng như là phân tích của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng trong nước ở thời điểm này diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Với thị trường vàng trong nước, nhu cầu tiêu thụ vàng của người Việt Nam đã giảm mạnh. Cụ thể, trong quý 3 năm 2021, người Việt đã mua 1 tấn vàng trang sức, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, người Việt Nam đã mua 2 tấn vàng miếng và tiền xu trong quý 3 năm 2021. 2 tấn vàng miếng và tiền xu, một loại sản phẩm vàng vật chất được các nhà đầu tư cá nhân mua vào giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong báo cáo mới đây, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết nhu cầu đối với vàng của người tiêu dùng Việt Nam đạt 3 tấn trong quý 3 năm 2021, giảm đi 50% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhu cầu tiêu dùng vàng được dự tính trên các yếu tố bao gồm khối lượng đồ trang sức bằng vàng mà người tiêu dùng trong nước đã mua, ghi nhận đạt 1 tấn, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, 2 tấn vàng miếng và tiền xu, một loại sản phẩm vàng vật chất được các nhà đầu tư cá nhân mua vào, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Andy Naylor, giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Quốc, tại Hội đồng Vàng Thế giới cho biết nhu cầu đối với vàng của người tiêu dùng Việt Nam giảm một nửa trong quý 3 năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do việc giãn cách xã hội kéo dài nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19 khiến nhu cầu mua bán vàng trang sức, vàng miếng và tiền xu bị ảnh hưởng đáng kể. Nhìn chung thì nhu cầu vàng của người tiêu dùng trên toàn ASEAN đang bắt đầu tăng lên do việc nới lỏng các hạn chế trên nhiều thị trường được thực hiện. Tuy nhiên thì mức tiêu thụ vẫn chưa thể nào quay trở lại như trước đại dịch. Chúng tôi kỳ vọng những xu hướng này sẽ tiếp tục trong quý cuối của năm khi vàng được xem là vật bảo vệ của cải và là tài sản trú ẩn an toàn. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 29 tháng 10 năm 2021, để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. SJC Hà Nội mua vào 5.780.000, bán ra 5.852.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. Doji Hà Nội mua vào 5.770.000, bán ra 5.845.000. PNG Hà Nội mua vào 5.781.000, bán ra 5.850.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. Phú Quý SJC mua vào 5.780.000, bán ra 5.840.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.781.000, bán ra 5.839.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 5.780.000, bán ra 5.830.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.790.000, bán ra 5.840.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.780.000, bán ra 5.852.000. SJC Nha Trang mua vào 5.780.000, bán ra 5.852.000. SJC Cà Mau mua vào 5.780.000, bán ra 5.852.000. SJC Bình Phước mua vào 5.778.000, bán ra 5.852.000. SJC Huế mua vào 5.777.000, bán ra 5.853.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. SJC Miền Tây mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.782.000, bán ra 5.855.000. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.155.000, bán ra 5.227.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.115.000, bán ra 5.195.000. Vàng 24K mua vào 5.023.6.000, bán ra 5.143.6.000. Vàng 18K mua vào 3.711.6.000, bán ra 3.911.6.000. Vàng 14K mua vào 2.844.000, bán ra 3.044.000. Vàng 10K mua vào 1.981.5.000, bán ra 2.181.5.000. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.